trong cái hình hôm trước cộng cho mọi người xem ấy, hôm nay buổi cuối, hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể tác động vào người khác. Và lại vừa rồi từ khi người ta hay bảo ấy là có trí tuệ thì có tất cả nhá, thì mọi người nhìn cái hình này, cái hình này là hình nó bao gồm tất cả mọi thứ, từ tâm lý con người cho đến rèn luyện, cho đến nhân quả, cho đến tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống này. Từ cái việc là người khác họ đối xử không tốt với mình, làm nào để có thể thay đổi cái thứ mọi thứ. Thì hôm nay là buổi cuối, em cảm thấy hướng dẫn về đấy. Còn những cái khác thì đấy, cái này mà ngồi giải thích ấy, thì chắc là về mọi mặt ấy, chắc phải ngồi giải thích cả ngày không hết. Ngồi phân tích cho mọi người từng tí một thì lâu lắm. Cái đấy tùy vào mọi người ngộ được bao nhiêu thôi. Hôm nay sẽ nói về cái việc là người khác đối xử không tốt với mình thì nó sẽ thuộc vào cái kiểu nào và làm nào để hết được. Người ta hay bảo là trí tuệ. Vậy từ chữ trí đó, một cái vòng cung ra đến chữ thân. Trí tuệ đấy, nó cái vòng cung ấy nó chiếu thẳng xuống thì nó sẽ bao gồm tất cả trừ suy nghĩ ra. Thế nên suy nghĩ là độc lập, trí tuệ sẽ độc lập. Trí tuệ nó bao gồm những cái kia thì tự khắc. Mọi người hiểu trí tuệ nó là một vòng cung bao quanh thì nó sẽ chiếu hết vào những cái chỗ kia, thì tức là cái sự nhìn nhận, sự nhận biết của con người về tất cả mọi thứ mà nó, cái vòng cung ấy nó chiếu thẳng xuống, nó bao quanh ấy, nó nhìn vào. Được chưa? Cái hình này có bao rồi, nó là tất cả mọi thứ, chẳng qua mọi người có nhìn thì phân tích ra hay không thôi. Và đương nhiên một người có trí tuệ thì sẽ có tất cả, kể cả là cái người giàu cũng vậy, họ đều phải có trí tuệ. Họ phải có trí tuệ thì họ phải có tất cả. Họ làm chủ được bản thân mình và họ làm chủ được người khác. Và đương nhiên cái phạm trù đấy thì cậu sẽ không hướng dẫn. Hôm nay buổi cuối chỉ hướng dẫn việc là người ta tác động vào mình, người ta có những cái xấu vào mình thì mình làm nào để có thể giúp cho mình thoát khỏi cái việc đó. Mọi người nhìn một cái người mà khi người ta có trạng thái là đối xử không tốt với mọi người, dù là trong cái cuộc sống áp đặt một chút hay là làm gì đó, hay là có những lời nói hay những cái suy nghĩ xấu về mọi người, thì suy nghĩ bao giờ nó cũng sẽ thể hiện, tâm nó điều khiển suy nghĩ, còn suy nghĩ không có điều khiển được tâm nha. Thì cái người mà xấu đấy, nó chính là cái chữ kẻ ác này. Và cái chữ kẻ ác này ấy, thì thường thường mọi người nó nối ra những chỗ nào. Đầu tiên một kẻ mà muốn có những cái lời nói xấu với mọi người trong công việc ấy, có ý nghĩ xấu với mọi người trong công việc ấy, người ta đối xử không tốt với mọi người trong công việc ấy, thì cái đầu tiên là người ta nghĩ này, và người ta có những cái ý xấu khởi từ tâm của người ta ra. Người ta không biết đâu nha, nhưng nó khởi từ tâm. Và người ta có những cái suy nghĩ xấu với mọi người này, người ta ghét này, người ta sẽ sinh ra ý niệm. Ba cái đó ấy, nó sẽ khởi đồng thời một lúc. Ý niệm xấu với mọi người, ý niệm xấu về mọi người thì nó sẽ sinh ra, kéo sang những uẩn, sang những cái đó, họ nhìn nhận mọi người ở bên ngoài này. Đấy, họ nhìn những cái, họ thông qua những cái giác quan của họ để họ nhìn nhận mọi người. Yeah. Đầu tiên nó phải từ bên trong của người ta khỏi ra trước, thì nó mới ra cái sự nhìn mọi người bên ngoài này. Và sau đó ấy, nhìn mọi người bên ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng đến thân và trí của mọi người. Người ta đối xử những cái hành động người ta, nó sẽ làm ảnh hưởng đến thân và trí của mọi người, đúng không? Vậy làm thế nào để có thể hóa giải được cái điều đó? Đấy, bây giờ sẽ nói phần 2. Tiếp phần 2, nói làm thế nào để cho người ta không tác động vào mình nữa. Thực ra ấy, tất cả mọi thứ cậu nói hay gì nó đều có từ cái hình này hết. Cái hình này là bao gồm tất cả người đấy. Vậy mọi người nhìn nhé, chẳng qua mọi người không phân tích nổi thôi. Như vừa rồi cậu nói, cái kẻ ác
thì nó khởi từ tâm và suy nghĩ, ý niệm, rồi dẫn đến những cái cảm giác với mọi người đấy, bên ngoài, và nó làm ảnh hưởng đến thân và trí của họ và thân và trí của mọi người. Được chưa? Người ta có những lời nói xấu thì mọi người, dẫn đến tinh thần, ý chí của mọi người không còn đấy, thân thể mọi người cũng bị tổn hại, sức khỏe kém đi. Đấy, người ta chỉ nói thôi nhé, chưa cần phải hành động mà mọi người cũng bị tổn hại đấy. Và đương nhiên khi mà nó đi ra những ngũ uẩn thì nó cũng sẽ tác động vào cả tâm và suy nghĩ của mọi người, tác động quay ngược trở lại, mọi người sẽ bị tổn hại cả tâm và suy nghĩ. Thế nên từ cái chữ ngũ uẩn này nó nối ra đấy, những cái đường đấy. Và có thể là mọi người bị thần kinh, hoặc có cái ý niệm sai lệch, hoặc là mọi người điên. Sao? Có thấy nó tất cả đều ở hình mà có vẽ? Chẳng qua là mọi người có biết phân tích hay không thôi. Nhưng mà nó là bao gồm tất cả. Con nghe cậu nói giống kiểu cái bạn Lam Em đang bị. Lam Em nào? Bị thế. Bị điên. Ai cũng bị hết mà. Mình cũng còn bị nữa. Nhưng mà bà ấy nó rõ nét nhất bị. Chịu, không biết diễn viên nào đâu. Cơ quan cộng thì hai chị xấu lắm. Tiếp nhá. Vậy ảnh hưởng những cái đó, vậy làm nào để không bị ảnh hưởng nữa? Ý chí mà. Bao gồm nó chỉ là một cái đơn giản là chữ trí, cái vòng cung nối ra chữ thân, đấy nó gọi là trí tuệ. Được chưa? Chỉ cần trí tuệ tốt thì sẽ không bị những người khác tác động, đúng không? Không bị kẻ ác tác động. Người khác có những cái xấu với mình, đấy gọi là kẻ ác, kẻ không tốt rồi. Vậy như cậu nói lúc nãy, trí và vòng cung nối ra thân, đấy gọi là trí tuệ. Cái vòng cung đó nó chiếu thẳng xuống thì nó bao gồm hết những cái kia, nó có thể nhìn nhận hết mọi được những cái đây. Vậy chỉ cần có trí tuệ nó có thể giải quyết được vấn đề, đúng không? Trí tuệ sẽ giúp cho mình điều khiển thân, điều khiển ngũ uẩn của mình, điều khiển tâm của mình, điều khiển những cái khác, được không? Và đương nhiên vậy làm nào để có trí tuệ? Thiền định nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Thiền định là cái cần làm. Nhưng trước khi thiền định thì phải cần làm gì? Bởi vì thiền định nó chỉ là một cái trạng thái để nâng cao cái trí tuệ, chứ không có khởi trí tuệ nha. Muốn khởi trí tuệ thì mọi người phải làm gì? Có chắc không? Những cái mọi người nói nó chỉ là mỗi người nói một chữ trong cái chỗ này thôi. Mọi người nhìn cái hình của cậu, nó tác động qua lại hết với nhau, được chưa? Vậy làm nào để có được cái chữ trí tuệ, chính là cái vòng cung đó. Tâm, thân, trí. Đấy. Ba cái điểm đó nó nối lại vào cái vòng cung này, đúng không? Nó là hai điểm đầu của cái vòng cung. Từ tâm tác động vào hai điểm đầu, tức là trí và thân của cái vòng cung này, được chưa? Vậy từ tâm ra, mọi người yếu đuối, mọi người sai lệch thì đều là tâm không tốt, đúng không? Vậy tâm không tốt có phải là một cái căn bệnh của con người không? Vậy căn bệnh của con người thì phải làm gì? Chữa bằng cách nào? Trong nhà Phật, căn bệnh thì phải chữa bằng cách nào? Lớp phần 3. Căn bệnh của con người trong nhà Phật phải chữa như nào? Mọi người vẫn thường làm mà. Kinh sám hối đâu có chữa được cái sự, cái bệnh. Kinh sám hối đâu có chữa được bệnh.
nhận nhận lỗi là mà khởi ý niệm ạ, suy nghĩ phải vẫn là dùng trí để nhìn nhận thôi nhỉ. À không chắc tôi cũng quản lý buồn nhưng mà thấy gì thấy nhưng thực trí đang bị tổn hại, làm nào để chữa lành trí? Ô tại sao tao nói cái gì không à? Cái này dễ thế mà. Mấy ai biết là bị bệnh và mọi thứ cần chữa lành thì thiên biết nhà Phật là cần phải làm gì? Cần phải làm gì? Tụng kinh thiên. Tụng kinh. Tụng kinh gì? Tụng kinh gì? Kinh sao hối đâu có chữa lành. À. Tại sao lại phải gợi ý mức như thế nhỉ? Này dễ mà. Kinh Dược Sư chữa lành mọi thứ. Tâm cái trí tuệ của bạn nó chưa có, nó đang bị tổn hại. Bạn phải hiểu là khi con người sinh ra, bất kỳ đứa trẻ nào cũng là những vị Phật sống. Chúng nó đã bao gồm cả trí tuệ lẫn mọi thứ, tâm thiện đều tốt đẹp hết. Một đứa trẻ sinh ra bản năng nó biết bơi rồi, nhưng trong quá trình sống nó không biết bơi rồi, nó quên mất cái điều đó rồi. Nó đều có trí tuệ hết rồi nha. Chẳng qua nó chưa biểu hiện được ra bằng cái hành động thôi, chứ bản chất là chúng nó có trí tuệ hết rồi. Trí tuệ của chúng nó cực cao nha, không phải thấp. Đừng coi thường một đứa bé nha. Đức Phật có dạy ấy, vạn pháp do tâm, chỉ cần tâm thiện thì mọi pháp, mọi thứ đều có thể tạo ra từ tâm. Mọi người nhìn cái hình của cậu, từ tâm nó đi ra tất cả mọi chỗ, chả chỗ nào nó không đi cả. Trí tuệ thấp, trí tuệ bị tổn hại. Thì bây giờ về là chịu khó đọc kinh Dược Sư, đọc kinh Dược Sư để có thể là chữa lành được cái trí, cái tâm của mình, mọi thứ. Chữa lành rồi thì mới có thể là ngồi thiền để mà phát triển, nâng cao cái trí tuệ lên. Bây giờ đang bị tổn hại và đòi nâng cao lên thì những cái phần tổn hại nó sẽ nâng theo, đúng không? Nó sẽ nâng cao theo. Thế nên nhiều người ấy đấy không tốt, muốn giúp mình tĩnh tâm nhưng mà càng ngồi càng loạn. Họ chưa có chữa lành bản thân họ. Vậy mọi người muốn chữa lành bản thân mình thì phải tụng kinh Dược Sư nhiều vào, để chữa lành bản thân mình trước, để mình ở cái trạng thái về không đã. Sau đó mình mới có nâng cao cái gì thì nâng bằng cái cách ngồi thiền hay những cái phương pháp khác. Chịu khó tụng kinh Dược Sư có thể chữa lành được. Muốn nâng cao trí tuệ thì phải từng bước một, phải chữa lành trước rồi mới nâng cao lên. Thế sắp tới đấy, kinh Dược Sư sắp xong rồi, sắp in xong rồi. Tôi sẽ xin các ngài gia hộ cho, sau đó sẽ phát tặng cho mọi người trước Tết. Cảm ơn cậu. Nhớ là phải tụng kinh Dược Sư nhiều nhé. Vâng. Bao giờ cũng bảo rồi nhé, chị ngành y thì chị tụng kinh Dược Sư càng tốt, rồi chị khuyên những bệnh nhân tụng kinh Dược Sư rất tốt. Làm nào để người ta không tác động vào mình, quay lại tiếp. Khi đã có trí tuệ rồi, đúng không? Thì mọi người dùng cái trí tuệ đó có thể bao quát được bản thân mình, tất cả mọi thứ bản thân mình. Và đương nhiên cũng sẽ có thể bao quát được tất cả mọi thứ của người ta. Thế mọi người dùng trí tuệ để tác động vào tâm và thân của họ và ý niệm của họ. Mọi người dùng trí tuệ để khởi lên những cái điều tốt, được chưa? Ý niệm mạnh về điều tốt, được chưa? Ý niệm cuối cùng đó, trí tuệ cao. Mọi người, trí tuệ này nó bao gồm cả ý niệm. Cái ý niệm chỉ là một cái nhỏ trong trí tuệ. Trí tuệ mạnh có thể là bao quát và tác động vào đến tâm, đến ý niệm, đến mọi cái suy nghĩ hay là những cái khác của người khác.
Hoặc không, bạn bạn có thể tác động vào suy nghĩ nhé, thông qua tâm của họ nhé, chứ không phải là bạn điều khiển suy nghĩ của họ nha. Bạn không thể nào mà điều khiển được suy nghĩ của họ. Bạn không có thể bắt họ cấm, bạn không thể cấm bạn, không thể cấm họ nghĩ gì về bạn được. Nhưng bạn có thể là tác động vào cái tâm của họ, từ tâm của họ sẽ tác động vào suy nghĩ của họ. Đúng không? Trí tuệ nên là nó là một cái vòng cung, thấy nó chiếu thẳng xuống, nó bao gồm hết chưa? Được chưa? Chiếu theo cái phương của cái hình tròn này nhá, chứ không chiếu theo cái chiều chéo này nhá. Sao? Có ai thắc mắc gì đâu? Sau này cậu sẽ tập hợp những cái này của cậu, nó thành một cái như vị gọi là ngôi nhà nhỏ, tôi sẽ gọi theo kiểu khác để xin các ngài bên trên xem gọi là gì hợp lý. Đợi tí. Tôi sẽ gọi là ngôi nhà lớn.